Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Trợ Sắt Hải Phòng. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc USB hub. Nó có chức năng là chia nhiều cổng USB. Trên những chiếc máy tính có ít cổng USB, bạn có thể cắm nó vào để có thể sử dụng thêm nhiều thiết bị ngoại vi hơn như là chuột, bàn phím, tay cầm chơi game. Bạn cũng có thể sử dụng để sạc cho nhiều thiết bị như là điện thoại, máy tính bảng, sạc dự phòng, vân vân. Trên tay mình đây là chiếc USB hub của hãng Lecoon. Trên thân của nó thì có 4 cổng USB. Vỏ được làm bằng nhôm, rất là chắc chắn và sang trọng. Còn ở đây, mình có một chiếc USB hub loại rẻ. Cái này trước kia mình mua có giá khoảng 40.000. Trước đây thì mình có sử dụng loại này, nhưng nó khá là lởm, dùng không được tốt, các bạn không nên mua. Chỉ có 2 cổng là hoạt động, 2 cổng còn lại không nhận. Và bây giờ thì mình sẽ dùng thử cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy, mình đang sử dụng để sạc cho 3 chiếc điện thoại và một chiếc ổ cứng di động. Tất cả đều hoạt động bình thường. Mình đã test thử nó một thời gian và thấy nó hoạt động rất tốt. Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn về chiếc USB hub, một thiết bị khá là cần thiết với những bạn đang sử dụng những chiếc máy tính có ít cổng USB. Thông tin về sản phẩm thì mình sẽ đặt trong phần mô tả của video. Các bạn có thể tham khảo thêm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.